canh chua cá được ăn cùng với bún, cơm, rất ngon luôn. Ngày thường hoặc cuối tuần mình có thể nấu món này cho gia đình. Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Trong món này mình sẽ cần có thơm, hoặc là trái dứa hay là trái khóm, cà chua, giá, đậu bắp và bạc hà. Thường là nấu với lại cá ba sa, cá lóc, cá hồi, cá chép, cá diêu hồng. Nói chung là cá gì cũng được, nhưng mà không nấu với lại cá trê. Cá này mình mua con cá là first bass. Con cá này nó hơi giống như là con cá lóc. Cá này nó cũng có hai dạng nữa, nó có con mình tròn với lại mình dẹp. Hôm nay mình mua con cá mình tròn, nó giống cá lóc lắm nè. Cá này là cá tươi. Lấy dao mình rọc ngay cái chỗ cái đường này nè, trong đây nó có cái máu, rọc cho nó chảy ra. Chút xíu nữa mình lấy muối mình xát, rửa sạch ở trong đây, nhớ cạo sạch. Mình làm cũng phải thật là sạch cả cái đuôi. Sau đó mình lấy khăn giấy thấm khô. Nếu như trong bụng con cá mình thấy nó có cái gì đó đen đen thì cũng lấy khăn giấy lau sạch, sạch cái đen đó đi, là cái máu tanh đó. Cái đầu lúc nãy mình bỏ ra luôn, cắt khoảng 2 đốt ngón tay. Thịt cá săn chắc nè. Mình cần làm cái bước này trước để cho cá được tươi. Đó là ướp cá. Sau khi làm sạch mình cân được 400g. Ướp cá với lại 1 muỗng cà phê vuông bột nêm gà, chicken powder hoặc là bột nêm nào cũng được. 1 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng cà phê đường cát. Sau đó trộn đều. 2 củ hành tím hoặc là 2 củ hành tây nhỏ như vậy. Có hành phi rồi thì khỏi làm, còn nếu chưa có thì mình sẽ làm thêm hành phi. Cái hành này mình chỉ làm ít thôi bởi vì mình đã có sẵn hành phi. Hành phi hôm trước mình đã chia sẻ, sau khi làm xong để vào trong tủ lạnh đó, để dành thì nó giòn rụm luôn. Cũng như là mình có sẵn tỏi phi để chút xíu mình cho lên trên. Nếu chưa có thì anh chị em và các bạn sẽ xem lại hai cái video mình Quyên chia sẻ nha. Và bây giờ mình xay cái này. Ba tép tỏi. Me hoặc là chanh hoặc là trái tắc. Rồi cơm mẻ hoặc là lá chua hay là lá me non nữa cũng ngon. Lá hoa bụt giấm thì xưa ở nhà có trồng để mà nấu canh chua đó. Nhưng mà hôm nay mình nấu me bởi vì mình thường mua sẵn cái gói me ở nhà. Và ở nhà mình á, con nít nó thích ăn canh chua me là chua, thật là chua. Chua nhưng mà chua thanh ngon đó. Hôm nay mình lấy khoảng như vậy nè. Khoảng 25g. 150ml nước sôi hoặc là nước nóng, ngâm cho me nở. Bạc hà tước vỏ ra, rửa sạch sẽ. Và có khi bạc hà mình mua phải loại mà bị ngứa thì sẽ ngâm rửa với lại nước giấm muối. Cùng với lại đậu bắp mình sẽ cắt hai bên. Thơm gọt ra. Sẽ lấy nửa trái hoặc tùy thích. Mình cắt ra hình tam giác. Sau đó bỏ cùi thơm đi. Cái cùi thơm này hồi nhỏ mình thích ăn lắm luôn nè. Cắt ra khoảng 5 ly. Khoảng 500 gram thơm. 2 trái cà chua. Cắt muối cam. Thành phần nguyên liệu mình Quyên sẽ để bên dưới màn hình video, anh chị em và các bạn có thể coi cho nó dễ nấu nha. Và khi mua cà chua, nấu canh chua thì mình mua cà chua chín nhưng mà còn cứng. Đừng mua cà chua nhũn quá, chút mình nấu ra là nó nát. Bạc hà, đậu bắp, nãy giờ mình cũng
ngâm nước muối. Bây giờ cắt ra và cắt xéo mỏng mỏng. Cái này nó tươi, mình thử khi cắt mình nghe nó sộp sộp luôn. Thường là ăn đông đá không à, nhưng mà hên hên đi chợ có thì mình mới nấu được cái món này. Rau nêm sẽ gồm có ngò gai, quế với lại ngò ôm, nhưng mà ở đây có gì thì mình sẽ nêm cái đó nha. Hôm nay mình nêm quế với lại ngò gai và cắt như vậy khoảng 8 ly. Sau khi đã chuẩn bị xong, bây giờ mình đi nấu nha. Đây mình có cà chua cắt múi cau, 500g thơm, 100g đậu bắp, 100g bạc hà, 150g giá sống, ớt sừng không cay cắt lát, rau nêm, 25g me ngâm nở và cá đã ướp. Ở đây cũng chuẩn bị thêm ớt cay thật là cay để chút xíu nữa. Mình ăn cá với lại nước mắm. Nước mắm không pha mà chọn là ngon thì là ngon luôn. Trước tiên mình sẽ cho dầu ăn 2 muỗng canh. Đây là bước để làm cho cá không tanh. Cho 1 muỗng cà phê hành, 1 muỗng cà phê tỏi. Sau đó mình sẽ chiên cái da, áp cái da như vậy nè, để cho cá nó không có bị tanh. Nhớ để lửa trung bình, không thôi nó cháy. Nước ướp này mình bỏ đi nha. Sau đó chiên sơ, lưu ý là cái này mình chỉ chiên để cho cái da nó không tanh thôi, không có chiên vàng. Lật lại, không chiên vàng. Trong nồi là 1.8 lít nước, mình sẽ nấu sôi 2/3 muỗng canh muối, 15g đường phèn hoặc đường cát cũng được luôn, 1 muỗng canh nước mắm, me dầm ra và mình để lắng để lấy nước trong. Sau khi nước sôi mình thấy sủi tăm á thì cho cá vô. Mình cho lúc nước sôi sủi tăm để cá ngọt nước và đồng thời không bị tanh. Nếu mà nước không sôi là nó tanh lắm. Bếp số 9 mình để số 7. Nấu ở đây 10 phút cho cá chín, đồng thời cho nó ra nước ngọt. Sau 3 phút cho nước me lắng ở trên thôi. Để cho canh chua của mình nó trong, không có bị đục, không bị đen. Cá nấu trong nước me chua sẽ giúp cho cá không bị tanh. Sau đó tiếp tục nấu mở nắp và nấu thêm 5 phút nữa. Nếu thích ăn nhiều me hơn thì có thể cho thêm nước rồi lại để lắng, lọc thêm một lần nữa. Sau khi cá chín vớt ra, đừng nấu lâu quá cá mất chất ngọt, cũng như là nấu lâu quá cá nó bị sát. Thấy cái da cá nó nguyên vẹn nè, ngon chưa? Không có bị rách á. Rồi mới cho thơm. Thơm mình cho vô trước. Tiếp tục nấu thơm trong vòng khoảng 5 phút cho đến khi mình nhìn thấy thơm trong ra. Nhà mình thích ăn me thành thử mình lắng 2 lần. Lấy cái nước trong phía trên thôi. Canh chua này là món của người miền Nam, đặc biệt là miền Tây. Thành thử ra cái vị chua, ngọt. Anh chị em và các bạn có thể canh chỉnh gia vị nha. Ở nhà mình không có ăn ngọt nhiều, do đó mình nêm theo khẩu vị gia đình. Sau khi nhìn thấy thơm trong ra, tức là thơm chín, cho cà chua. Người miền Nam nấu canh chua với cà chua thì sẽ cắt muối cam hoặc là muối cau, không có bằm ra. Tiếp tục nấu cho cà chua chín khoảng từ 2 cho đến 3 phút nữa. Nêm 2/3 muỗng canh đường, khoảng 10g. 2/3 muỗng canh bột nêm gà chicken powder. Cho đậu bắp. Nấu khoảng 2 phút. Bây giờ mình mới cho cá vô, lúc này để nhìn thấy cái đậu bắp nó chín nè. Đậu bắp này mình nấu nó xanh bởi vì lúc nãy mình ngâm với lại muối đó.
Không nấu lâu, bởi vì nấu lâu quá là đậu bắp nó mất màu xanh, chỉ cần chín đủ là được. Nấu lâu quá mất giòn nữa. Và khi cho bạc hà vô xong là mình nếm lại tùy theo khẩu vị, gia giảm xong rồi cho giá vô. Bạc hà rất là nhanh chín, cũng như bạc hà có thể ăn sống được luôn. Khi cho giá vô xong là tắt bếp. Bây giờ nước sôi, nồi canh chua của mình đã xong. Đậu bắp màu xanh, bạc hà cũng màu xanh, cà chua thơm và cá. Cá bây giờ nó chìm xuống dưới, giá cũng vừa chín tới, cũng vẫn giữ được độ giòn. Cho một chút xíu rau thơm lên. Bây giờ múc ra nha, cá nó lặn chìm mất tiêu hết rồi. Phía bên trên mình sẽ cho một chút xíu hành phi hoặc là tỏi phi, hoặc là khi múc ra tô mình cho lên. Và nước mắm. Hoặc là mình lấy thêm một chén nước mắm riêng. Khi ăn thì mỗi người sẽ tự gắp cá và cho vô nước mắm. Chúc cô bác anh chị em và các bạn nấu thật ngon canh chua cá theo kiểu miền Nam cho gia đình thưởng thức. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Cá chín mềm, ngon lắm luôn á. Đó, quá chừng ngon luôn, không có bị nát. Da cá nguyên vẹn, ngon quá chừng chưa nè.